trở lại cùng video swap và review mới rồi đây. Trong video này thì chị em mình hãy cùng xem khám phá bộ son đang cực hot Modern Matte Lipstick mà Ophelia vừa trình làng cách đây vài hôm nha. Yên tâm, đây là dòng son unlimited, cho nên là chị em mình có thể mua mọi lúc mà không cần phải canh giờ hay là lo sợ hết hàng như các dòng limited edition mà Ophelia đã ra mắt trước đó. Ophelia chọn tông chủ đạo cho các dòng sản phẩm original của mình là rose gold và đen. Ở dòng son này thì cũng vậy. Tuy nhiên màu rose gold của Ophelia thì sẽ thấy nó hơi bị nhiều hồng và ngã tím, không thực sự là rose gold như mô tả của hãng đâu. Packaging son thì cực kỳ nặng và chắc tay. Ở phần nắp đóng có 500 hút cạch cạch rất là sang chảnh. Một góp ý nho nhỏ cho Ophelia là nên làm hộp giấy vừa vặn với thỏi son luôn. Vì phiên bản này thì sẽ thấy hộp giấy hơi bị to so với thỏi son bên trong. Lúc cầm hộp lên thì thấy son bị lụp cục ở trong, không được fix nhau lắm. Modern Matte là dòng son thỏi chất lì, bản màu gồm 12 tông son với sự trở lại của 6 gam màu cũ dòng Nightfall và 6 gam màu mới. Cụ thể màu son như thế nào thì chị em mình cùng xa zoom cận cảnh 12 tông son của Ophelia liền thôi nhé. Đầu tiên thì sẽ bắt đầu với Focus Here, màu son nhạt nhất trong bảng màu. Tuy nhạt nhất thì đây vẫn là một gam màu trung tính trên da của người châu Á, nhìn bạn sẽ không bị nhợt nhạt đâu. Focus Here là tông nude cam đất trong trẻo, trẻ trung và sẽ rất là thích hợp cho chị em thích makeup kiểu Thái Lan. Màu này thì sẽ tăng độ nhẹ nhàng và dịu dàng cho cả makeup lúc đó. Để dùng đẹp nhất Focus Here thì bạn nên makeup nhấn nhá chi tiết mắt má nha. Cảm giác khi lướt một thỏi son Modern Matte mới toanh ở trên môi á, thì sẽ thấy son hơi cứng, phải tùy mạnh một chút để son lên màu. Nhưng mà son trải lớp mới rồi thì sẽ rất là mềm và lướt nhẹ là màu lên rõ luôn. Đương nhiên là so với cái dòng Starlight Velvet trước đó thì son sẽ không mướt bằng. Nhưng mà sang nghĩ với chiếc son lì á, thì son đã khá ổn và có độ mượt nhất định rồi. Nhìn tông son Fall For You thì sẽ liên tưởng ngay một cô nàng ngọt ngào nữ tính. Tông chủ đạo là hồng nhưng mà màu son này không hề bánh bèo tí nào đâu. Fall For You là tông hồng đất với tỷ lệ đất khá là nhiều, tăng độ trầm và trendy. Với tông son này thì chị em mình cần make up nền để dùng đẹp nhé. Nếu mà dùng với mặt mộc thì da sẽ bị xỉn màu đó. Không có số thứ tự cho nên là sẽ swatch son từ nhạt đến đậm và các màu giống giống nhau thì sẽ xếp cạnh nhau cho chị em mình dễ so sánh. Biết chiếc son đã cải tiến so với dòng Nightfall nhưng mà Sa chưa dùng dòng Nightfall cho nên là Sa cũng không thể nào mà so sánh chiếc son hai dòng cho chị em mình được. Mong là chị em thông cảm khoảng này nha. First Love được Ophelia miêu tả là tông cam vỏ quýt, nhưng quýt thì cũng có nhiều loại và nhiều màu khác nhau cho nên là Sa sợ chị em mình sẽ khó hình dung một chút. Chính xác thì First Love là hỗn hợp cam vàng và một chút nâu đất rất là nhạt. Màu son này khá là tươi cho nên là chị em mình cần make up nhấn nhá cho xinh nha. Nếu bạn nhớ kỹ thì dòng Nightfall có tới 7 màu son, nhưng mà chỉ được restock 6 màu trở lại cùng Modern Matte thôi. Màu son Dreamer không được restock lại có lẽ là vì không còn hợp với xu hướng thị hiếu màu son hiện tại nữa. Dreamer bây giờ đang là Charming, tông hồng gỗ trầm xinh nhã nhặn. Phụ thuộc vào sắc tố da một chút mà màu son này sẽ ngả nâu hoặc hồng nhiều hơn. Sẽ đánh giá rất là cao về độ dễ dùng và dễ ứng dụng của Charming. Chọn một màu son để dùng thường ngày thì Charming sẽ là ứng cử viên xuất sắc đó. Chiếc son dùng Modern Matte không bị bột, lên màu khá là tốt. Son lên màu tầm 50% ở lần quẹt đầu và đậm chuẩn rõ khi Sa chồng đường màu thứ 3. Nếu mà nền môi bạn tối màu thì cũng đừng lo, bởi vì son sẽ lên màu chuẩn, không phụ thuộc vào nền môi đâu. Hai gam màu Charming và Vai khá là tương đồng với nhau. Nếu như mà Charming nhã nhặn đời thường hơn thì Vai lại là tông nâu đỏ đất sắc sảo lôi cuốn hơn. Có cùng gam nâu đỏ đất nhưng mà Charming sẽ thiên hồng, còn Vai lại rõ sắc đỏ. Vai rất là đẹp, phù hợp với mọi tông da và không đòi hỏi makeup đi kèm. Thậm chí khi bạn để mặt mộc thì vẫn có thể dùng đẹp Vai đó. Mặc dù là fan của tông đỏ thì Sa thật lòng không mê màu son The One này lắm đâu. The One là tông son đỏ thuần với base hồng, thuộc tông lạnh. Sắc hồng chỉ hiện lên khi mà bạn đánh lòng môi thôi. Còn dùng full môi thì son sẽ là một màu đỏ tươi chuẩn và rất rất là tươi. Vì là người mê son trầm nên là dĩ nhiên Sa sẽ không ấn tượng với The One lắm. Gam màu này tươi đến nỗi như phát sáng ở trên môi luôn ý. Vì thế mà Sa thấy son cũng khá là kén tông da, không thích hợp với các bạn da ngăm nữa. The One cũng sẽ làm xỉn vàng ra một chút nha. Ở dòng Modern Matte của Ophelia thì Sa thấy son dường như là không mùi. Chỉ ở một vài thỏi thì Sa ngửi kỹ thấy mùi kem nhẹ nhẹ giống như là mùi tự nhiên của son thôi. Sa nghĩ rằng là sẽ không ai khó chịu với mùi này đâu. Với các chị em mà nhạy cảm với mùi hương thì có thể yên tâm khoảng này được rồi. Attention, đỏ cổ điển trong dòng son này đây rồi. Gọi là đỏ nhung, đỏ hồng ngọc hay là đỏ cổ điển gì thì cũng là tông son này cả. Vẫn là đỏ với base hồng, tông lạnh nhưng mà trầm hơn The One rất là nhiều. Đây là tông son an toàn mà Sa thấy hầu như bản màu son nào cũng phải có. Đã gọi là an toàn rồi cho nên là bạn cũng có thể gạt bỏ mọi nỗi lo ngại với Attention. Màu son này đẹp bất biến trên mọi điều kiện tông da, men răng, kiểu đánh vào hoàn cảnh. Nói chung là đẹp toàn diện và cực kỳ dễ dùng.
Ophelia Modern Mass Lipstick hiện đang được bán tại website hãng với giá 299.000 một thỏi, trọng lượng son tận 3,5g cho nên là sẽ dùng được rất là lâu. Sang nghĩ đây là giá thành không cao bởi vì chất lượng son và bao bì son rất là xịn và đáng tin. Chulai Ren là một màu hơi khó diễn tả cho xa. Phân tích kỹ thì đây là hỗn hợp màu với tỷ lệ cam và đỏ ngang nhau, mix cùng một chút tông đất. Để gọi thì sẽ gọi em ấy là đỏ cam đất. Nhưng mà Chulai Ren không phải là đỏ gạch, cũng chẳng phải là đỏ cháy đâu nha. Cam nhiều hay là đỏ nhiều hơn thì còn phụ thuộc vào mắt nhìn và sự kết hợp với từng tông da của từng bạn. Những cam màu cháy đang gây sốt trên mọi phương diện. Rất nhanh sẽ thấy Ophelia đã có ngay cam cháy Hot and Hotter rồi đây. Hot and Hotter là một trong những màu sẽ thích nhất dòng Modern Matte. Tuy tông cam chủ đạo nhưng mà màu son này vẫn cực kỳ dễ dùng, tôn da và làm trắng răng lắm nha. Vì bạn đừng quên là trong màu son này còn có sự góp mặt của đỏ và nâu nữa. Yên tâm, Hot and Hotter phù hợp với mọi tông da. Sa thấy có khá nhiều dưỡng trong dòng Modern Matte này, nhưng mà cái hay là Ophelia vẫn giữ được lớp finish lì chuẩn cho son, không lì nét như là son kem, nhưng mà đây là độ lì cao của son thỏi rồi. Vì rất là nhiều dưỡng cho nên là son cũng sẽ dính dấu môi vào bất cứ đâu bạn chạm vào. Sinh hoạt thông thường thì sẽ thấy son bám tầm 4-5 tiếng ở kiểu đánh cả môi, dùng lòng môi thì tầm 2 tiếng. Độ bám này chỉ là khi không ăn thôi, còn nếu như mà ăn thì son sẽ trôi sạch sẽ. Chị em mình cứ mang theo son để dễ dặm lại lớp son đẹp mọi lúc mọi nơi nha. Cách đây 2 hôm thôi thì Sa đã có post một hình ở trên Facebook và cả Instagram để bày tỏ tình yêu với Lino Order rồi. Đúng vậy, Lino Order chính là màu son Sa thích nhất trong cả 12 màu son lần này. Tông nâu cháy siêu đẹp, siêu hút mắt, rất là xu hướng và cực kỳ khó tìm. Màu son này thì đương nhiên là sẽ không kén tông da đâu. Một điểm Sa thích của chiếc son lần này là son rất là nhẹ môi. Dù Sa có chồng nhiều lớp son thì son cũng rất là nhẹ và dễ chịu. Không biết có phải do cảm giác chủ quan không mà Sa thấy những màu son nhiều cam á thì mướt hơn những tông nâu và tông đỏ. Chị em thử rồi cho Sa biết ý kiến với. Sắp thu đông rồi nên Ophelia đã rất tinh ý tung ra cả 6 màu mới đều hợp với mùa này. Nếu như Lino Order quá nhiều nâu thì Sa nghĩ bạn sẽ thích 1212 đó, vận độ trầm và trendy như vậy. Nhưng mà ở 1212 thì gam đỏ sẽ lên ngôi, chiếm theo chủ đạo. Nâu chỉ là một yếu tố góp phần trendy cho màu son này thôi. Xét về yếu tố dễ dùng thì 1212 sẽ hơn hẳn Lino Order. Để mặt mộc thì bạn vẫn dùng đẹp 1212 cho xem. Ngoài đỏ cổ điển ra thì có một màu son không bao giờ lỗi thời, chỉ đòi hỏi sự liều lĩnh của chủ nhân một chút, đó chính là tông đỏ mận lạnh trầm đậm. Và nếu như mà follow Sa lâu thì bạn cũng biết là Sa không thể nào sống thiếu màu son này. Ở Ophelia Modern Matte, đỏ mận lạnh mang tên Bewitch, tôn da, làm trắng răng, dù thuộc sắc tố da như thế nào thì màu son vẫn lên cực kỳ đẹp, là những điểm cộng của Bewitch. Nếu ngại dùng son quá đậm, bạn hãy thử Bewitch ở kiểu lòng môi nha, đẹp không thua kém ai đâu. Sẽ thấy Ophelia đã có sự đầu tư chỉnh chu cho bộ son Modern Matte lần này. Bảng màu son cũng có rất nhiều tông màu trendy, hợp với thị hiếu. Chiếc son dùng khá thích, sẽ không có điểm trừ nào cho chiếc son. Cảm giác cá nhân thì Sa đã trông đợi một vỏ son siêu lung linh từ Ophelia. Nhưng mà có lẽ là do phiên bản Unlimited, cho nên là em ấy chỉ đơn giản thế này thôi. Thật lòng thì Sa thích packaging của dòng Starlight Velvet hơn dòng Modern Matte. Trên thang điểm 10 thì Sa sẽ cho son 8 điểm. 4 màu mà Sa rating là Lino Order, Hot and Hotter, 1212 hai và Charmin. Sa nghĩ dòng son này cũng rất là đáng tiền đó. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Vitin Yaway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.